là Trần Minh Quân, mình là cử nhân của khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương. Thì hiện tại mình đang làm việc tại phòng quản trị tài chính, hay gọi là phòng controlling của công ty trách nhiệm hữu hạn PSO Việt Nam. Thì mình nghĩ là cái cảm xúc đấy nó cũng sẽ giống như tất cả những ứng viên khác thôi, khi mà họ đạt được những kết quả tốt. Chắc là mọi người cũng đều biết thì CFA Level 2 nói riêng cũng như là cái chương trình CFA nói chung thì cũng là một cái chương trình tương đối nhiều thử thách. Do đó mà khi mình nhận được kết quả mà kết quả thậm chí nó còn tốt hơn như mình mong đợi nữa thì chắc chắn là mình cũng đã rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về bản thân. Theo mình nghĩ thì để mà nói hẳn là CFA Level 2 nổi trội hơn Level 1 thì cũng chưa thể khẳng định được. Nhưng mà có thể thấy rằng là CFA Level 2 chắc chắn là nó yêu cầu những cái lượng kiến thức khó hơn. Ngoài ra thì trên thực tế khi mà mình đi tìm việc ấy thì mình cũng thấy là rất là nhiều nhà tuyển dụng họ có cái sự ưu tiên dành cho những ứng viên đã pass CFA Level 2. Còn đối với cái hành trình bắt đầu CFA của mình thì mình vốn là một sinh viên quản trị kinh doanh, nhưng mà cái chuyên ngành này là nó tương đối rộng. Thế nên là mình nghĩ là nếu mà kết hợp cái chuyên ngành này với cả một cái chứng chỉ nghề nghiệp khác thì nó cũng sẽ mở ra được rất nhiều cơ hội trong tương lai cho mình. Và ngoài ra thì mình cũng có cái mong muốn trong tương lai là làm việc cho các quỹ đầu tư tư nhân. Do đó là mình đã quyết định theo đuổi cái chương trình CFA này. Đối với mình thì hiện tại mình đang làm việc cho phòng quản trị tài chính. Cái công việc mình làm thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến các số liệu tài chính và cụ thể là trong quá trình mà hình thành được cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Do đó mà mình ứng dụng được rất nhiều các khái niệm cũng như là các công thức cũng như là các chỉ số mà mình được học trong chương trình CFA và trong công việc. Và ngoài ra thì đặc biệt là đối với CFA Level 2 thì đây là một cái kỳ thi mà nó đi sâu hơn. Nó trọng tâm vào về mặt phân tích hơn. Do đó mà nó cũng giúp mình cải thiện được cái tư duy và nhìn nhận đa chiều hơn về một vấn đề. Và đấy là những cái điểm ưu mà cái việc tham gia chương trình CFA và cụ thể hơn là CFA Level 2 đã đem lại cho mình và đã giúp đỡ mình trong công việc. Thì mình cũng bắt đầu học CFA Level 2 bắt đầu từ khoảng thời gian là cuối tháng 10 năm ngoái. Và mình cũng chỉ học theo cái lộ trình mà sát đã đề ra, đó là từ tháng 10 cho đến tháng 5. Trong khoảng thời gian này, mình vẫn chủ yếu là học lý thuyết theo bài giảng của trung tâm và đơn giản là luyện tập những cái bài trong slide thôi. Còn cái việc luyện tập chuyên sâu hơn như kiểu ôn tập lại cũng như là làm bài trên các web, làm bài trên question bank hay là mock test thì nó sẽ bắt đầu trong khoảng 4 tháng trước khi mình dự thi. Cũng để nói thêm là tháng 5 mình kết thúc học tại SAP thì mình cũng tự dành thêm là 3 tháng để ôn luyện tại nhà. Đến cuối tháng 8 mình bắt đầu tham dự kỳ thi. Thì để mà chia sẻ thêm về cái quá trình ôn luyện thì sau khi mà họ đã hoàn thành cái quá trình học lý thuyết tại SAP thì mình mới bắt đầu một lần nữa lượt lại toàn bộ cái nội dung cũng như là bắt đầu làm bài trên web của viện CFA. Và trong cái quá trình đó thì mình sẽ ôn tập lại lần lượt từ reading và kèm với việc luyện tập lại trên web của viện CFA thì mình cũng kết hợp làm bài trong question bank mà SAP cung cấp. Và trong khoảng thời gian một tháng rưỡi trước kỳ thi thì mình mới bắt đầu thực hiện các bài mock test. Cái việc mình thực hiện bài mock test thì nó cũng diễn ra trong vòng khoảng một tuần một đề cho đến trước khoảng thi là 2 tuần thì mình đã hoàn thành xong toàn bộ. Thứ nhất là bài trên web này, thứ hai là bài trong question bank mà SAP cung cấp, thứ ba là toàn bộ các bài mock test. Thì trong vòng 2 tuần cuối đấy thì mình chỉ đơn giản là ôn lại những cái công thức thôi và cũng là những cái kiến thức mà nó có thể xem lại được như là môn ethics chẳng hạn. Đó, quá trình ôn tập của mình. Thì có lẽ cái việc cân bằng giữa cái việc học CFA cũng như là những cái công việc khác thì chắc chắn đó là một cái thử thách mình coi là lớn nhất đối với mình khi mà theo đuổi cái chương trình này. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà từ tháng 3 trở đi là lúc đấy là mình đã phải gần như là làm 3 việc một lúc. Thứ nhất là đi làm, thứ hai là học CFA và thứ ba là làm khóa luận tốt nghiệp. Thì phải nói thật và chia sẻ thật là trong cái khoảng thời gian đấy mình cảm thấy khá là quá tải. Bình thường việc cân bằng hai việc đã là rất là thử thách rồi, đây còn là 3 việc một lúc thì mình thật sự thấy nó rất là khó khăn. Và cuối cùng sau khi suy nghĩ rất là kỹ càng thì mình đã quyết định là tạm thời nghỉ công việc đấy để cố gắng hoàn thành nốt cái khóa luận tốt nghiệp. Và ngay sau khi mình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp thì tức là khoảng đâu đấy tháng 7, tháng 8, ngay trong tháng 8 mình đã quay trở lại đi làm. Và cũng may mắn là kiểu mình vừa mới đi làm ấy thì khối lượng công việc nó cũng khá là nhẹ nhàng. Do đó mà trong vòng 1 tháng cuối, cái tháng cao điểm trước khi kỳ thi thì mình cũng dễ dàng vừa đi làm vừa đi học. Và để mà suy nghĩ lại thì mình nghĩ rằng là cái quyết định nghỉ làm đấy nó cũng là một quyết định
thì khá là tiếc, tại vì cái công việc cũ của mình là thẩm định viên cũng là một cái công việc mà nó rất liên quan đến cái chương trình CFA này, nhưng mà mình vẫn cho rằng là đấy là một quyết định rất đúng đắn của mình để nó giúp mình cân bằng lại mọi thứ, và càng đúng đắn hơn khi mà mình đã có một kết quả có lợi rất là tốt và có một cái kết quả kỳ thi CFA Level 2 cũng rất là tuyệt vời. Về số lượng câu hỏi thì CFA Level 2 là ít hơn CFA Level 1 chút, nhưng mà cái thời gian mà để dành cho mỗi câu hỏi thì chắc chắn là nhiều hơn. Tại vì ở CFA Level 1 thì các câu hỏi là tách biệt với nhau, còn trong khi đó thì CFA Level 2 là các set câu hỏi từ một chủ đề mà họ ra được những câu hỏi liên quan đến nhau. Cái điều này thì đưa đến cho mình một cái kinh nghiệm là khi mà mình làm bài CFA Level 2 á, thì mình thường dành một chút thời gian để mà đọc lướt qua toàn bộ cái vấn đề đấy, để mà có được những cái hình dung tổng quan nhất về vấn đề, chứ thay vì là cứ đọc đến câu nào mà làm câu đấy luôn. Có thể nó sẽ nhanh hơn nhưng mà nó sẽ khiến mình không được có được cái khái niệm toàn bộ. Do đó mà có thể CFA Level 2 nó cái thời gian làm bài sẽ tốn nhiều hơn CFA Level 1 một chút. Phải nói thật là ở CFA Level 2 và cũng ngay từ Level 1 đi là cái khối lượng kiến thức nó rất là nhiều rồi. Level 2 cũng vậy, và cái lượng công thức nó càng nhiều hơn. Thì theo mình nghĩ là để mà ghi nhớ tốt nhất thì chắc chắn là bạn phải hiểu được cái công thức đấy có cái gốc rễ từ đâu, có cái cơ sở là gì. Đối với mình có một cái chiến thuật làm bài rất là rõ ràng, thì mình cũng xác định ngay từ đầu là cái việc ghi nhớ toàn bộ những cái công thức là điều rất là khó và gần như là không thể. Do đó là mình chọn là mình có những cái thế mạnh tập trung vào những môn này, và mình cố gắng là ghi nhớ những công thức của môn đấy. Còn những cái công thức của các môn chưa phải thế mạnh của mình thì mình sẽ chỉ chọn cách là mình ghi nhớ được những cái điều cơ bản nhất thôi, mình không ghi nhớ cặn kẽ về chi tiết. Mình nghĩ là đấy là cái chiến thuật riêng của mỗi người, và cái chiến thuật của mình đã giúp mình có được một cái kết quả tương đối tốt. Sáp cung cấp rất nhiều tài liệu cho học viên, nhưng mà trong đó thì mình thấy là về book slide này, về question bank cũng như mock test là những cái tài liệu mà thật sự rất là quý giá và đã góp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là về slide này sẽ giúp mình tóm gọn một cách đầy đủ và rõ ràng nhất những kiến thức, giúp mình dễ nhớ hơn. Thứ hai là đối với question bank cũng như là mock test, cái hệ thống câu hỏi ở trên web của CFA mình cảm thấy nó vẫn hơi thiếu, và mình luôn cố gắng tìm một cái nguồn câu hỏi chất lượng khác để luyện tập thêm. Mà cũng may thay là Sáp đã cung cấp những cái bộ question bank cũng như là mock test nó rất là chất lượng, và có thể nói những cái tài liệu bổ trợ này của Sáp là đã đóng góp được rất lớn cho cái kết quả đã vượt qua kỳ thi CFA Level 2 của mình. Để mà có cái kết quả tốt khi mà theo đuổi cái chương trình CFA nói chung thì theo mình là cần hai yếu tố. Thứ nhất là phải xác định rõ được là mình theo đuổi cái chương trình này vì mục đích gì. Thì mình có những người quen mà mình biết là họ có nghe đến cái chứng chỉ này, biết là nó có cái độ nhận diện rất là tốt trong giới tài chính mà họ học, mà họ cũng chưa có cái xác định rõ ràng là sau khi mình ra trường hoặc là sau trong tương lai mình sẽ dùng cái chứng chỉ này cho việc gì. Và cái điều này sẽ rất là dễ dẫn đến cái việc là mất cái động lực trong lúc học, tại vì rõ ràng là việc theo đuổi chương trình CFA là một cái quá trình dài và nó đòi hỏi cái sự kỷ luật cũng như là rất là nhiều cái động lực. Và việc không xác định rõ cái mục tiêu thì rất dễ là dẫn đến cái sự mất động lực trong quá trình ôn tập. Và theo mình, và thứ hai cũng là một yếu tố rất là quan trọng, và đặc biệt là mình cho rằng đây là một cái yếu tố then chốt giúp mình có được những kết quả tốt, đó chính là việc bạn phải có một cái chiến lược học và làm bài thi thật hiệu quả. Như mọi người đều biết thì cái khối lượng của CFA là rất là lớn và nó bao quát, nó bao hàm rất là nhiều các mặt trong giới tài chính. Do đó mà việc mọi người mong muốn là mình có thể cover hết toàn bộ nội dung của chương trình CFA, theo mình nghĩ là nó là một việc bất khả thi. Do đó mà mỗi người cần phải có xác định được những cái môn thế mạnh của mình, những cái môn mà mình sẽ gọi là gỡ điểm cho những môn khác, và từ đó mà phân bổ thời gian và công sức để tập trung vào những môn đấy hơn. Như mình thì mình cũng sẽ chia sẻ thật thêm, ví dụ như đối với CFA Level 1 đi thì có một cái phần liên quan đến thuế thì mình thấy nó rất là khó với mình. Sau đó mình đã gần như là bỏ qua phần đấy luôn và mình tập trung vào những phần khác. Cái chiến thuật đấy mình vẫn tiếp tục lặp lại ở CFA Level 2, thì có thể nói là mình đã có một cái chiến thuật tương đối tốt và nó cũng đã đạt được cái mục đích của nó, nó chính là giúp mình có kết quả tốt cho cả hai kỳ thi. Thì mình xin kể lại từ Level 1, mình xin bắt đầu từ Level 1 đi. Thì Level 1 mình tham gia học khi mà lúc đấy là mình chưa đi làm, do đó mà cái thời gian học của mình là tương đối rảnh rang, nhất là cái giai đoạn cuối khoảng độ 3 tháng cuối trước kỳ thi đi. Phải công nhận là thời gian đấy mình học
tương đối là nhiều. Và cũng vì đợt đấy là có một người bạn đồng hành nữa, thì nên là thậm chí là mình sẽ dành đâu đó khoảng độ 5 đến 8 tiếng một ngày chỉ để học CFA, tại vì thời gian đó rất là rảnh mà. Còn đối với CFA Level 2 thì nó đã khó khăn hơn một chút, tại vì trong quá trình học là mình còn đi làm nữa. Do đó mà bên ngoài những cái giờ học tại SAP thì trong khoảng 4 tháng cuối trước khi kỳ thi bắt đầu thì mình dành thời gian tự học vào khoảng 2 tiếng mỗi tối. Còn cuối tuần thì sẽ được nhiều hơn, cuối tuần thì sẽ đâu đó mỗi ngày 3-4 tiếng. Do đó mà cái thời gian học của mình nghĩ là đối với level 1 thì nó còn phải nhiều hơn 300 giờ, nhiều hơn khá là nhiều đó ạ. Còn level 2 thì cũng tương đối tầm đó và nhiều hơn một chút. Mọi người thường hay nói là cái thời gian khoảng độ 1 tháng trước khi là thời gian gắt gao nhất. Và mình cũng thấy thực tế là nhiều người như vậy, tức là họ học xong rồi đến 1 tháng cuối thì họ học rất là căng thẳng. Nhưng mình thì không như vậy. Như mình đã chia sẻ thì mình luôn có một cái chiến lược, mình đã định ra một chiến lược từ đầu rất là rõ ràng. Nếu mình nhớ không nhầm thì cho đến 2 tuần trước khi thi là mình đã hoàn thành toàn bộ tất cả những thứ tài liệu mà chất lượng, mình cho rằng là chất lượng mà mình có thể làm, bao gồm là hệ thống câu hỏi trên web, hệ thống mock test trên web, hệ thống question bank mà SAP cung cấp, cũng như là hệ thống mock test mà SAP cung cấp. Và trong vòng 2 tuần cuối cùng trước khi thi, mình gần như là mình không học gì cả. Mình chỉ có xem lại những kiến thức rất là dễ nhìn như là các công thức hay là phần ethics thôi. Còn trong vòng 2 tuần cuối cùng là mình khá là thoải mái, thư giãn để cho được cái tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi. Theo mình thì đối với chương trình CFA nói chung thì cái việc mà bạn đi học tại trung tâm thì chắc chắn là sẽ có được những cái ưu điểm. Thứ nhất là việc đi học tại trung tâm là bạn đã được những người có kinh nghiệm, đặc biệt những kinh nghiệm với kỳ thi này hướng dẫn, và họ sẽ chia sẻ cho mình những cái không chỉ là về mặt kiến thức mà còn là về những kỹ năng làm bài thi. Thứ hai là CFA cũng là một chương trình tương đối khó, có rất là nhiều vấn đề mà nhiều khi chúng ta cố gắng tự tìm hiểu thì nó rất là mông lung và khó có thể tìm được giải đáp câu trả lời. Do đó mà đi học tại trung tâm có những cái người về dạng kinh nghiệm cả về chuyên môn và cả về kỹ năng giảng dạy giúp đỡ thì chắc chắn sẽ là một cái lợi thế tốt trong việc nắm bắt kiến thức. Còn đối với những cái sự hỗ trợ tại SAP thì mình phải nói là nó là rất là tuyệt vời. Tại vì SAP thứ nhất là không chỉ cung cấp cái môi trường học tập và ôn tập rất là đầy đủ, thứ hai là còn về cả nguồn những cái nguồn tài liệu phong phú và chất lượng nữa, và thứ ba là đó là cả về những giảng viên của SAP đều là những cái người rất là tuyệt vời. Thứ tư đó chính là cái hệ thống chăm sóc học viên từ những bộ phận chăm sóc khách hàng của bên SAP. Thì ngay từ level 1 mình cũng thường xuyên có rất là nhiều vấn đề, tại vì lúc đấy là mới level 1 thôi, còn rất là nhiều vấn đề mà còn bỡ ngỡ. Thì các chị ở bên bộ phận chăm sóc khách hàng luôn chủ động hỏi han cũng như là đưa ra cái sự trợ giúp của mình, và mình rất là cảm kích và cảm thấy biết ơn về điều đấy. Còn đối với những giảng viên ở tại SAP thì mình cho rằng là những giảng viên của tại SAP đều rất là tuyệt vời, nhưng mà trong đó thì mình ấn tượng nhất như là với cô giáo Minh Hạnh của môn CI, thầy giáo Việt Anh của môn Economic, thầy Trung của môn Quantitative và thầy Tuấn Đạt của môn Equity. Thì tại sao mình ấn tượng với những thầy cô giáo này? Tại vì bên cạnh những kiến thức chuyên môn thì những thầy cô giáo này còn thường lồng ghép trong cái bài giảng của mình cách ứng dụng cũng như là những cái câu chuyện thực tế trong ngành. Và đối với mình thì đây là những cái nội dung rất là quý giá. Nó cho mình biết cái cách mà những cái người kinh nghiệm họ đem áp dụng những kiến thức vào trong thực tế thế nào. Và những câu chuyện họ chia sẻ cũng là một cái trải nghiệm rất là quý giá đối với cả một sinh viên vừa mới ra trường như mình, khi mà cái kinh nghiệm làm việc trên thực tế còn rất là hạn chế. Trong tương lai gần thì mình sẽ bắt đầu tiếp cái quá trình học tập và ôn luyện cho kỳ thi CFA Level 3 vào tháng 8 năm sau. Cùng với đó là mình cũng sẽ tích lũy những cái kinh nghiệm làm việc ở cái môi trường làm việc hiện tại của mình. Và trong tương lai xa một chút nữa thì mình cũng có những cái dự định, đó chính là đi du học thạc sĩ. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của tương lai xa hơn, và đó là sau khi mình đã hoàn thành cái chương trình CFA và đã được tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết cho mình để cái việc mình đi học thạc sĩ sau này nó không chỉ đơn thuần là đi học nữa, mà nó còn là nâng tầm lên những kinh nghiệm của mình. Còn về lời khuyên dành cho những cái bạn đang và sẽ đi học tại SAP cũng như là sẽ sắp dự thi những kỳ thi sắp tới, thì các bạn hãy cứ luôn tin tưởng vào SAP, vì mình tin rằng SAP là một trung tâm rất là tuyệt vời, sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi khi bạn cần, cả về chuyên môn, cả về những cái sự giúp đỡ khác nữa liên quan đến kỳ thi. Và cũng như mình chia sẻ ban nãy, thì để có được những cái kết quả tốt
thì bạn cần phải có một cái chiến lược học tập rất là rõ ràng. Và mọi người hãy cố gắng tìm ra cho mình những môn thế mạnh, phân bố thời gian cũng như là công sức để học thật, để học những cái môn đó. Và cũng đừng cố gắng là trở nên cầu toàn, mà hãy có những cái môn thế mạnh cho mình, từ đấy mà có được cái động lực học, có như cái sự chuẩn bị một cách rất là hợp lý để mà có được kết quả tốt nhất cho những kỳ thi sắp tới.